Đây, giá cứ muối đây các bác. Nhà mình cái đĩa đi đĩa. Được. Nước không chảy, cái đĩa đi đĩa. Ừ. Cho vào cái gói này. Cho vào cái gói này. Xem. Súp vậy. Ướt hết rồi. Xem ở đâu ra ông mua. Nguyên kho này, Thái Nguyên này. Gà nhỏ quá nhỉ. Gà nhỏ như gà nhỏ. Bà đế đấy. Bố mày đi cạnh, mày cần lên đúng không? Gà hơi nhỏ. Bà đi siêu thị à? Ừ. Xin mắt hả? Ừ. Gà hơi nhỏ. Không được. 14 mấy rồi, mà chanh. Ừ, con tưởng hết rồi. Ta vừa mua cái thùng, không làm mua thùng hết rồi. À, chuẩn con thì nước vậy. Thì không thấy quá nhiều. Dài à? Thịt. Ăn cơm gì ăn chung đấy? Bà lấy đồ đậu mà. To rồi nha quý vị.
dày là không biết sạch. Em được. Ngon. Chịu nướng này. Nhựa dài. Dài. Mời các bác nha. Thì dài đấy nhỉ. Gà nó hỏng, ăn kéo. Ngon rồi, gọi không ngon mà con hôm trước. Hôm trước là bà Hiếu. Một đằng mua nhà, hay là đằng mua nhà bên kia. Ngon. Bà Hiếu 200 đến 190 rồi.